cọc 1 tỷ chưa nhá. Thôi đánh xe của mình về thôi, mua xong cứ cọc ở đây vui lắm, cứ cọc xong là có thể đánh xe về. Ta-da! Bầu trời sao trên những chiếc xe Rolls Royce. Về tới Việt Nam ra biển trắng thì nó đã phải hơn 70 tỷ rồi. Bao nhiêu năm vất vả tích góp thì trộm vía năm vừa rồi là bỗng nhiên lại cô thương lại làm cái thăng hoa. Thì thôi hôm nay quay lại nào? Việt Dũng Auto à? Ui, số điện thoại ngũ 1 này. Đấy. Kiếm một em xe Đức, xe sang đi cho nó anh em trầm trồ một tí. À, này tiền vừa rút về mới có rồi ngân hàng. Lần trước đi mua giả vờ anh em kêu lắm, bây giờ năm nay là quay trở lại mua thật. Mà lần này mà không mua chủ có khi lần sau quay lại chủ lùa, vác dao lùa luôn. Này mua ông chủ ơi. Anh chủ. À, gọi điện đúng như lời hẹn nhỉ. À, tay thì điện thoại, tay tiền. Hôm nay là thề là mua thật nhá. Mua luôn. Mua luôn, chứ không lần sau ông vác dao đuổi tôi tết. Thực ra thì thôi, xe Đức xe điếc 10 năm 10 điếc thì thôi cứ để đấy đã. Làm hẳn con này đi. Lúc nãy đi qua phải dừng, nay đổi Navara sang hẳn Phantom. Nhất trí. Một lần chơi lớn cho anh em trầm trồ. À, ok anh. Xe này nó dài nhỉ? Nó dài lắm. Ôi. Lần đổi xe thứ hai lên hẳn Rolls Royce. Đấy. Bác tiền lên Rolls Royce. Tiền hôm nay là chả dấu gì là chuẩn bị hết sẵn luôn à? Đủ luôn rồi đấy. Không cần biết, nghe bảo gọi điện phát là có Rolls Royce về phát là sang luôn. Đấy. Mà trước khi ấy phải hỏi giá là bao tiền xong vừa ông lại về bán hết nhà cửa thì vẫn không đủ thì hơi ngại. Con này 850 ngàn mấy anh ấy? À, 850 ngàn à? 850 ngàn loanh quanh nó khoảng 18 tỷ. Nghe cũng hợp lý ấy nhỉ. 2011 bản kỷ niệm 100 năm. Có nghĩa là ở trên thế giới có mỗi 100 chiếc xe duy nhất như thế này. Và ở Việt Nam thì hình như có mỗi 2 chiếc. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu này. Ôi rồi, trời luôn. Không cần lan tan gì, đường nào mình vậy. Có gì mình quay đầu lại. Ok anh. Được không nhỉ? Được hết. Được, đặt cọc luôn. Cọc 1 tỷ chưa nhá? 1 tỷ anh. Được không? Được. Tỷ chưa nhá? Tại hôm nay ra ngân hàng hơi muộn, báo hơi muộn, rút được có nỗi mỗi một tê thôi. Tầm này anh ra thì có rút rồi. Còn một tí nữa thì về phải giả cho vợ để xin cái đống to hơn. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy rất lạ bởi vì tại sao tôi lại quyết định một cách chóng vánh như vậy. Thì thực sự là thôi, cũng như đã chia sẻ ban đầu rồi, bao nhiêu năm rồi Keycorp thì một lần chơi lớn cho anh em trầm trồ. Còn cái quyết định tại sao mà tôi lại chọn Rolls Royce mà không phải những chiếc xe Đức, những chiếc xe Anh khác ấy, thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy đăng ký và rung chuông để không bao giờ bị bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi nhé. Rồi đánh xe của mình về thôi, mua xong cứ cọc ở đây vui lắm, cứ cọc xong là có thể đánh xe về, sau quay lại giấy tờ, thanh toán đầy đủ. Hôm trước lái cái Rolls Royce kia không phải của mình thì nó hơi rón rén, nhưng mà hôm nay lái xe 6m2 chả có vấn đề gì cả. Ôi, êm lắm. Nói chung là 9-10 năm rồi nhưng mà Rolls Royce mà đồ nó bền và nó đẳng cấp lắm. Đấy là lý do mình phải chơi lớn luôn cho nó trầm trồ. Ui, các anh cứ nhìn này ngại quá. Ngại quá. Ủa nó êm thế. Tăng tốc lên đi. Thật là một lựa chọn quá chính xác, một quyết định mà nó quá sáng suốt trong ngày hôm nay. Wow. Không thể tin nổi. Đồng hồ là 3.900 mai. Tất nhiên là tôi đánh về nhà thôi, còn hôm sau chắc chắn là sẽ có những trợ thủ lái giúp. Nhưng dù sao thì cái cảm xúc mà khi đánh được, khi tận tay cầm lái chiếc xe của mình, đặc biệt là chiếc Rolls Royce, thì phải nói cảm xúc quá tuyệt vời. Oh, 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 oh. Rất tự tin. Xe rất dài, rất cao.
ngồi lái như chiếc SUV luôn. Và các bạn biết không, ngày xưa cảm xúc khi mà được nhìn cái tượng nữ thần kia đấy, rồi người đàn bà bay ngay phía trước mặt chúng ta, ngay trước mặt tôi, phải nói quá tuyệt vời luôn. Và thưa các bạn, sự êm ái có lẽ là cái điểm vô cùng nổi bật trên những chiếc xe Rolls Royce. Và tôi tin là khó có thể có một chiếc xe nào sánh được với Rolls Royce Phantom về sự êm ái. Không tin các bạn hãy lái thử nhé. Các bạn hãy lái thử. Rồi. Điểm đặc biệt trên tất cả những chiếc xe Rolls Royce đấy chính là logo đầy quyền lực. Các bạn hãy xem. Đấy, nó như này, thấy tôi quyền lực ở đâu. Logo chế tác bằng tay này, thời mới về nhá. Đây là bản kỷ niệm 100 năm thì nó sẽ được mạ đồng đen qua thời gian, mạ vàng đen xin lỗi. Nó sẽ qua thời gian thì có lẽ nó bị oxy hóa một phần nào đó đi. Và chiếc logo này có thể ẩn đi. Đấy, nếu bạn đỗ xe trong phố thì không bao giờ phải lo, đúng không ạ? Và thậm chí nếu bạn cố tình bạn giật thì nó cũng sẽ thụt xuống. Logo này chế tác hoàn toàn bằng tay. Rồi, lưới tản nhiệt cũng làm bằng thủ công. Đây có lẽ là điều vô cùng đặc biệt trên tất cả những chiếc xe Rolls Royce. Và các bạn hãy hình dung nó tương tự như những chiếc điện thoại tôi dùng, thì lưới tản nhiệt ở đây cũng là bằng kim loại nhá. Các cái vỏ vân vân là cũng bằng kim loại. Và những người thợ đã phải mất khoảng một ngày để làm một cái lưới tản nhiệt như thế này và dành ra khoảng 5 tiếng để đánh bóng. Sơn trên những chiếc xe Rolls Royce cũng rất đặc biệt. Có khoảng 40.000 tùy chọn màu nhé các bạn. Chưa kể những cái màu mới do khách hàng lựa chọn. Và phải mất 7 ngày để sơn 5 lớp với cái số lượng, với cái trọng lượng là 45kg. Thưa các bạn, 45kg bằng tôi đấy. Cái màu sơn trên cái bản này cũng rất đặc biệt. Tôi sẽ soi cho các bạn xem mỗi cái ánh sáng. Quên mất, cái này không soi được, phải dùng cái này. Đây. Đấy. Hiện đấy. Thì các bạn sẽ thấy này, ánh kim này. Lớp sơn này cũng gần 10 năm rồi nhưng vẫn rất là đẹp. Trên thế giới các bạn có thấy được một chiếc xe nào mà khi mà chúng ta di chuyển thì chiếc logo này đứng yên không ạ? Vâng. Duy nhất chỉ có trên dòng xe Rolls Royce. Và đây, dòng chữ của phiên bản rất đặc biệt kỷ niệm 100 năm 2011. Đậm chất nghệ thuật và điều nghệ nhá. Duy nhất có trên Rolls Royce thôi. Đường coastline chạy suốt từ phía đèn ra đến phía sau xe rất là dài. Các bạn có thể hình dung được không? Một người thợ thủ công dùng những cái chổi cọ và vẽ những cái đường nó khoảng 3mm như thế này, mà lại đẹp, mà lại tinh tế như thế này, thì có lẽ là cũng chỉ có Rolls Royce mới có thể làm được. Và đây, biểu tượng người đàn bà bay rất quý phái, rất đẹp, chỉ có duy nhất trên phiên bản 100 năm như thế này mà thôi. Bạn tự hỏi có bao giờ có một chiếc xe nào mở ngược như thế này không ạ? Cũng chỉ có duy nhất trên Rolls Royce mà thôi. Các bạn hãy hình dung như thế này đấy. Cái lợi ích của cái việc mở cửa như thế này nhá. Thứ nhất ấy là nó tạo cái không gian rất là rộng cho người cho ông chủ đi. Hôm nay tôi là ông chủ. Đấy, bước ra rộng rãi thoải mái như một cái căn biệt phủ chẳng hạn. Cái thứ hai là ví dụ có những cái tay máy nào nó săn ấy, thì ví dụ bước ra phát là như thế này là không ai thấy đâu. Đặc biệt là có một cái người mở như thế này luôn che chắn cho mình nữa. Đấy, vừa không bị săn hình nhá, lại có thể là cái bia chắn cho mình thì sao. Và với những cái ông chủ, sự an toàn luôn rất quan trọng. Và Rolls Royce chắc chắn rồi, rất hiểu điều đó. Đôi khi bạn là quý tộc, nhưng đôi khi bạn là một gã lãng tử. Đôi khi bạn phải thể hiện sự ga lăng và phớt đăng lê gì đấy. Có cần không? Tôi sẽ có một cây dù, tôi sẽ giúp bạn. Tôi sẽ đón một ai đó lên xe không nắng không mưa. Và sau đấy tôi có thể cất lại. Nhưng với một chiếc xe Rolls Royce thì khi tôi bước xuống luôn có một người mở cửa, thì chiếc ô này cũng sẽ giúp tôi chắn nắng che mưa rất tốt. Một chiếc ô rất 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 đẹp. Và những thứ trên Rolls Royce nó là nhẹ nhàng. Trên những chiếc xe Rolls Royce Phantom thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chiều dài cơ sở nó tới hơn 5m8 và chiều dài tổng thể nó phải tầm gần 6m3. Nhưng có một thứ nữa thì tôi sẽ không nói con số ra đâu, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng cái hình thức tương quan của tôi như thế này. Đấy, tôi đứng này. Và cái phần mái của xe nó cao gần bằng tôi.
Đó. Một chiếc xe sedan nhưng có chiều cao lại tương đương với một chiếc xe SUV kiểu coupe như chiếc X6 ngay bên này. Thậm chí nó chả kém chiếc Range Rover Sport ngay bên này. Động cơ V12 6.75 lít, 453 ngựa, 720 Nm. Những con số cũng không hề nhỏ nhắn một chút nào. Tôi bật mí cho các bạn nhé, chữ V giống nhau này, đều là đẳng cấp giống nhau phết đấy. Và điều đặc biệt trên tất cả những cái động cơ của Rolls-Royce là đều lắp ráp bằng những đôi bàn tay của tất cả những cái kỹ sư. Và với một chiếc xe nặng khoảng hơn 2,5 tấn thì với cái cỗ máy như thế này thì có thể kéo từ 0 đến 100 nó đâu đó khoảng 5 giây nếu như tôi nhớ không nhầm. Còn cái mức tiêu thụ nhiên liệu 15, 20, 25, 30 bao nhiêu thì các bạn có thể comment ngay bên dưới clip giúp mình nhá. Hôm nay chiếc xe này là mình đặt cọc mình mua rồi cho nên là sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện hơn và ngồi ngâm cứu nhiều hơn. Mấy lần trước chỉ đi mua giả vờ thôi, nay mua thật. Rồi, cửa. Đây, bạn chỉ cần bấm vào đây. Đấy, chỉ cần chạm mắt thôi. Ngửi hơi vẫn là đóng vào, tự hít nhá. Và có lẽ rằng nếu như tìm trên khắp thế gian này tìm được một cái khoang xe nào nó đẳng cấp hơn Rolls-Royce thì có lẽ rằng tôi sẽ tặng bạn chính chiếc xe này luôn. Bởi vì tất cả những cái thứ về gỗ, về da, về kim loại, về sợi thủy tinh, về những cái vật liệu vân vân, tất cả những cái thứ trên tất cả những chiếc xe Rolls-Royce như thế này đều là những cái hàng đẳng cấp nhất, lựa chọn tốt nhất. Các bạn cứ hình dung như thế này, một chiếc Phantom 8 về tới Việt Nam ra biển trắng thì nó đã phải hơn 70 tỷ rồi. 70 tỷ nó tương đương với một cái căn biệt thự khoảng 400-500m bên Vinhome làm nội thất cũng thuộc hàng siêu cao cấp. Nhưng bạn hãy nhớ rằng đây là một chiếc Rolls-Royce mà thôi nhá. Một chiếc Rolls-Royce kích thước rồi vân vân, nó đỗ vừa sân một cái căn biệt thự như vậy mà nó có giá tới hơn 70 tỷ. Thì tất cả những cái chi tiết vật liệu chắc chắn rồi, đẳng cấp nhất thế giới. Trên những chiếc xe Phantom thì có lẽ tôi sẽ không phải miêu tả cái vị trí ghế ngồi của mình như thế nào, tư thế ngồi thoải mái như thế nào, mà tôi muốn nói về da trên những chiếc xe. Vâng, một chiếc xe như thế này trong một cái không gian tương đối là vừa phải như thế này thôi, nhưng các bạn có biết là mất bao nhiêu con bò không ạ? Da 15 đến 20 bộ da bò nhá. 15 đến 20 bộ da bò, nhưng lại chỉ dùng da của những con bò đực mà thôi. Vâng, da của bò đực. Bò đực lại được sống ở những cái độ cao nhất định 3-4-5 nghìn mét để không bị muỗi đốt này, để tránh bị côn trùng đốt này, để không bị xước bởi những cái hàng rào thép vân vân này. À, và những cái bộ da này chia làm 4 vùng bằng những cái vạch phấn, và chỉ chọn một vùng tốt nhất trong 4 vùng đấy mà thôi. Và để làm ra, để khâu ra những chiếc ghế trên những chiếc xe này, một người thợ thủ công phải khâu mất 35 mét chỉ. Wow, có đáng để sở hữu không ạ? Rất đáng. Ta-da! Bầu trời sao trên những chiếc xe Rolls-Royce. Để làm ra những chiếc bầu trời sao như này, những người thợ phải mất khoảng 9 giờ. Và phức tạp hơn thì khoảng mất 17 giờ. Đấy, cứ mỗi chiếc xe mà tính là bao nhiêu giờ này thì không biết bao nhiêu lâu mới hoàn thiện được. Và tùy theo xe nhé, thì có thể dùng 800 đến khoảng 1.600 cái sợi quang LED tạo ra một cái bầu trời sao lung linh. Các bạn có thấy đẹp không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì bây giờ chưa tối nên chưa thấy được. Tối thì nó đẹp lắm, nó lấp lánh như những viên kim cương thưa các bạn. Và các bạn hãy nhìn xung quanh tôi ạ. Đó, một cái khoang ngồi rất đẳng cấp. Và các chi tiết thì phải nói rất đơn giản. Tôi chỉ thấy da và những núm xoay với những cái chất liệu rất đẹp. Đấy, các bạn sẽ thấy này. Đó. Và mình có thể soi gương. Cái này tôi nghĩ là có thể hàng trăm năm thì nó vẫn bóng. Cho nên là nhiều bạn cứ hỏi rằng là tại sao những chiếc xe Rolls-Royce 10 năm rồi có nên mua hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu có tiền đủ đẳng cấp đủ tầm thì vẫn mua chứ. Mua. Đây. Ra. Rất đơn giản đúng không ạ? Quá đơn giản luôn. Có lẽ là cũng hiếm có xe nào mà có cái hệ thống điều khiển cửa gió, cái nấc gió rồi, và điều chỉnh nhiệt độ như thế này. Rất dị, rất riêng.
Mà thực ra cái kiểu này tôi nói thật với các bạn nhá, nó mang cái cảm giác kiểu như ông trùm. Ông trùm thì ông trùm thì vẫn cần một cái bàn có thể làm việc, vẫn cần có thể có một cái màn hình để giải trí. Bởi vì đơn giản ông trùm hay là ông chủ hay là ông gì gì đó cũng là con người. Và dù là nghệ nhân thủ công bậc thầy nhưng không thể thiếu những cái tiện ích trên những cái vị trí ngồi. Các bạn có thể thấy này, ở đây là chúng ta có thể cắm tai nghe để thưởng thức những cái âm thanh tuyệt vời này. Sưởi sấy ghế này. Đấy. Và để tôi xem nào. À, ở đây thì mình có thể để cái chai nước này. Đấy, ly cà phê chai nước. Người mà ai chẳng phải uống nước. Và tôi có thể cất giấu những cái chai rượu khi mà tôi bấm cái này ra nhá. Đấy, nó là một cái tủ rượu. Thảm lông cừu. Chúng ta thường thấy những cái áo choàng lông cừu rất là đắt đỏ, nhưng mà trên những chiếc xe Rolls Royce lông cừu lại làm thảm để đỡ những cái đôi chân. Mà trộm vía đôi chân mình hơi nhiều mồ hôi, cho nên là mình chắc cũng phải đệm cái gì lên để giữ gìn một tí. Đấy. Và có lẽ là cũng rất đặc biệt khi mà tôi ngồi tại cái vị trí như thế này. Thực sự là tôi không bao giờ tôi muốn cái xe này nữa, mà chút nữa tôi muốn về luôn, ôm xe về luôn, bởi vì nó mát, nó thơm. Và cái công suất của cái hệ thống làm lạnh trên chiếc xe Rolls Royce Phantom như thế này thì tôi nghĩ là tôi đã đọc được ở đâu đó. Và nó khoảng công suất là bằng 30 cái tủ lạnh gia đình. Và nó có hệ thống khử mùi, bạn lên xe nếu như nhỡ chẳng may có ai đó hút hoặc phả hơi thuốc lá vào trong xe nhá, thì những cái mùi thuốc lá cũng sẽ không còn đâu. Và thực ra trên những chiếc xe Rolls Royce thì ai cũng thích ngồi sau thôi. Còn vị trí ngồi lái này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các cái tính năng có lẽ là cũng rất là quen thuộc trên chiếc Phantom biển 20 nhiều số 9 thì tôi đã giới thiệu rồi. Ví dụ như từ những chiếc vô lăng này, cách điều khiển của cần số này thì nó rất đặc trưng của Rolls Royce đó. Và một chi tiết mà hôm trước tôi cũng chưa kịp giới thiệu với các bạn, điều rất đơn giản thôi, nhưng cái hệ thống điều hòa này của Rolls Royce nó cũng khác nhé. Thực ra nó có cái gì đấy rất là hoài cổ. Đấy. Đây các bạn đóng mở cái cửa gió này, cái cửa gió sâu phía trong nhá, nó hơi tối một chút sẽ rất là khó thấy. Nhưng cái độ mở của nó chúng ta có thể ấn sâu vào hết thì là đóng hết. Đó. Và kéo ra vừa vừa thì mở, vừa vừa kéo hết thì là mở toang ra hết. Đấy. Với Rolls Royce thì sẽ là không có sự giới hạn nào cả, có chăng là giới hạn về ý tưởng mà thôi, còn bất kỳ cái sự sáng tạo nào, ý tưởng nào của bạn có, bạn có thể truyền tải và Rolls Royce có thể làm được. Cũng như chất liệu gỗ trên xe chẳng hạn, nếu bạn muốn gỗ trong vườn nhà bạn đưa lên những chiếc xe Rolls Royce do bạn mua, do bạn cá nhân hóa, thì Rolls Royce cũng ok. Khả năng là đợt tới tôi sẽ đưa cây khế chua của tôi vào. Tôi rất thích khế. Đấy, quay trở lại. Đó. Màn hình. 4 cái chức năng rất cơ bản thôi: setting, entertainment, navigation, communication. Đấy. Và bạn sẽ điều chỉnh ở đây ạ. Đúng xoay ở đây. À không ạ. Đấy. Nó có gì đấy, nó khá giống trên những chiếc xe BMW. Đấy. Rồi nhấn này rồi. Đấy nhá. Bây giờ mới thấy này, đồng hồ này. Các bạn sẽ thấy ẩn sâu trong đó là dòng chữ là phiên bản kỷ niệm 100 năm. Thực ra Rolls Royce đắt bởi vì vật liệu quý hiếm trên những chiếc xe và cách người ta chiều lòng khách hàng, cách mà người ta tạo ra đẳng cấp trên những chiếc xe, ví dụ từ những cái núm xoay vân vân này, nó rất là trông nó nhìn nó kiểu ông trùm quý phái đấy, quý tộc. Tôi sẽ mở chữ cốp này ra cho các bạn xem. Mọi thứ trên Rolls Royce nó rất nhẹ nhàng. Phiên bản kỷ niệm 100 năm. Chỉ điều khiển ghế là ở đây ạ. Có nhớ ghế nhá, hình cái ghế này. Và điều khiển kiểu dạng joystick như đá pet. Biết đâu mình mua chiếc xe này về lại làm cái màn hình pet ở phía sau thì lại cũng ngoách luôn. Đây cốp, đồ. Cốp đây nhá thưa các bạn. Cốp đây. Có thể khóa, có thể mở ở đây. Đấy. Những chiếc xe Rolls Royce ngày nay thì sẽ thay bằng những cái phím, hàng phím điều khiển như thế này thì ta có thể dùng để chạm, gọi là số hóa các cái chức năng như vậy. Đó, điều khiển bằng cảm ứng mà thôi. Đấy, điều khiển các logo ẩn dấu rồi nổi lên vân vân ở đây. Mở cốp, chỉnh đồng hồ. Đó.
Có lẽ lý do cao cả nhất khiến tôi chọn chiếc Rolls Royce này có lẽ là giá trị về thương hiệu và sự đặc cấp. Nó quá quyền lực, nó quá đẹp. Trên đây là một cái câu chuyện tôi kể vui thôi. Còn bây giờ điện thoại thì Virto thì cũng trả lại cho anh chủ, giả hết cho người. Đó. Và qua cái câu chuyện vỉa hè chém gió như vậy, các bạn có thể hình dung ra những cái điều rất là đặc biệt trên Rolls Royce. Nó đắt tiền bởi vì thương hiệu, gỗ quý hiếm và những thứ mà bạn được chiều chuộng bậc nhất thế gian, đó là Rolls Royce. Và còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy rung chuông, nhấn đăng ký để subscribe kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Ta-da!